ở đây nghiệp có bốn loại. Nghiệp được cảm thọ tức quả ngay trong kiếp hiện tại hay còn gọi là hiện báo nghiệp. Ditthadhammavedanīyā cama Nghiệp được cảm thọ vào lúc tái sanh hay còn gọi là sanh báo nghiệp. Uppapāsadvedanīyā kamma. Nghiệp được cảm thọ trong một kiếp nào đó sau kiếp đó hay còn gọi là hậu báo nghiệp apara paria vedaniya kama và nghiệp không còn giá trị hay vô hiệu nghiệp Ahosi kama hiện báo nghiệp có nghĩa là nghiệp mà quả của nó được cảm thọ trong dòng tương tục danh sách hiện tại này atapava sanh báo nghiệp là nghiệp mà quả của nó được cảm thọ vào kiếp kế kiếp hiện tại hậu báo nghiệp là nghiệp mà quả của nó được cảm thọ trong một tương tục danh sắc kế tiếp nào đó thay vì ngay kiếp hiện tại hoặc kiếp kế kiếp hiện tại vô hiệu nghiệp là nghiệp mà thường được nói là có nghiệp nhưng không có quả của nghiệp trong hiện tại và sẽ không có quả của nghiệp trong tương lai trong số này, một, tư, chitana, thiện hoặc bất thiện của tốc hành tâm thứ nhất trong bảy tốc hành được gọi là hiện báo nghiệp. Nó cho quả của nó trong cùng dòng tương tục danh sách này. Còn nếu nó không cho quả, nó được gọi là vô hiệu nghiệp, ahosikama. Có nghiệp nhưng không có quả của nghiệp, tức ngay hiện tại không có quả, và cũng sẽ không có quả trong tương lai chỉ là nghiệp kama theo tên gọi mà thôi hai tư Chitana của tốc hành tâm thứ bảy hoàn thành mục đích của nó được gọi là sanh báo nghiệp hoàn thành mục đích ở đây có nghĩa là hoàn thành mục đích trong việc bố thí trì giới dân dân hay trong việc sát sanh trộm cắp dân dân của nó khi tư này có được ưu thế về các điều kiện hay duyên thích hợp và được hỗ trợ của sự lập lại bởi các tốc hành tâm trước Ashivana nó sẽ cho quả của nó trong tương tục danh sách kế tiếp nếu nó không cho quả nó trở thành vô hiệu nghiệp nghiệp chỉ theo tên gọi ba tư chitana của năm tốc hành nằm giữa tốc hành thứ nhất và thứ bảy này được gọi là hậu báo nghiệp hay nghiệp được cảm thọ từ kiếp thứ hai đổ đi nghiệp này có tiềm lực cho quả trong tương lai khi gặp cơ hội thuận tiện như tạo ra năm uẩn trong sát na tục sanh bao lâu nó chưa cho quả tiềm lực này sẽ nằm dưới tương tục danh sắc của người ấy và cho dù dòng luân hồi này có tiếp tục bao lâu chăng nữa nó sẽ chẳng bao giờ trở thành vô hiệu nghiệp cho đến lúc nhập vô dư niết bàn parinipana bốn tư chitana của tốc hành thứ nhất có đủ sức mạnh nhờ không bị nghiệp đối nghịch ngăn cản và nhờ có được ưu thế của duyên và duyên ấy chắc chắn khởi lên như một hành nghiệp thuộc loại thích hợp đi trước sẽ cho quả của nó trong cùng tương tục danh và sắc này được gọi là hiện báo nghiệp vì trong khi tư thuộc tốc hành thứ nhất có hiệu lực theo cách đã nói hữu ích cho những gì kết hợp với tính chất đặc biệt của nó trong dòng tương tục tốc hành nó lại có ít sức mạnh đối với các phương diện khác nó có ít kết quả do thiếu sự lặp lại Ashivana. Vì những lý do này, nó không phải là loại nghiệp được chờ đợi ngoài dòng tương tục danh sắc hiện tại và chờ đợi nhận được một cơ hội như hai loại nghiệp khác. Nói khác hơn, nó cho quả của nó ngay trong hiện tại chỉ như quả đơn thuần, như một bông hoa đơn thuần vậy thôi. Những gì được nói ở đây cần phải hiểu là nó không tạo ra bất kỳ một sự tái sanh trong tương lai nào cũng giống như bông hoa không sanh ra quả vậy ngược lại hai loại nghiệp kia sanh báo nghiệp và hậu báo nghiệp tạo ra quả trong kiếp kế và kiếp sau kiếp kế có thể tạo ra quả tái sanh và cho quả lớn hơn nhưng nếu nó không cho quả sự cho quả của nghiệp chỉ xảy ra do sự hợp lực đúng lúc của các điều kiện tức duyên thích hợp không có sự hợp lực đúng lúc của các điều kiện như vậy nó không thể cho quả của nó trong tương tục danh và sắc đó chúng ta hãy lấy việc cúng dường làm ví dụ để cho tư thuộc tốc hành tâm thứ nhất tạo ra quả trong tương tục danh và sắc đó. Người cúng dường phải là người có giới đức và người thọ nhận phải là một bậc thánh A-la-hán hay thánh bất lai an hàm Vừa xuất khỏe thiền diệt tức diệt thọ tưởng định. Vật cúng dường phải có được một cách chân chánh. Người cúng dường phải có tư tức chủ ý mạnh mẽ và tâm quan hệ trước trong và sau khi cúng dường. Người ấy phải có đủ niềm tin nơi nghiệp và quả của nghiệp vân dân. Nếu những yếu tố này không thỏa mãn, nó không thể cho quả trong tương tục danh và sắc đó. Để hiểu rõ hơn, tôi muốn liên hệ ra đây một câu chuyện xảy ra trong thời Đức Phật của chúng ta. Puna, cha của Uttara, Nanda Mata là một người rất nghèo của dùng Rakhra Gaha tức dương xá và làm công cho phú hộ Sunmana. Puna và vợ có đức tin vững mạnh nơi tôn giả xá lợi Phật. Vào một ngày lễ hội nọ, mặc dù chủ của ông cho nghỉ một ngày, song ông vẫn đi làm việc trong cánh đồng bởi vì ông quá nghèo nên không thể vui thú gì được. Trong lúc ông đang làm việc trên cánh đồng, tôn giả xá lợi Phất đi đến, ngồi gần cánh đồng của ông ta và nhập vào thiền diệt. Niruddha Samapati Buddha rất vui sướng khi nhìn thấy tôn giả xá lợi Phất. Ông đã cúng dường cây tăm xỉa răng và nước uống sau khi Ngài xuất thiền. Rồi tôn giả xá lợi Phất ra đi. Vào lúc đó, vợ của Buna cũng mang thức ăn cho chồng đến và gặp tôn giả xá lợi phất. Bà nghĩ trong tâm. Đôi lúc ta có vật cúng dường thì không có người thọ nhận. Nhiều khi có người thọ nhận nhưng do hoàn cảnh khốn khó ta lại không có của cúng dường. Thật may mắn làm sao hôm nay ta vừa có được ngày xá lợi phất như là người thọ nhận và cũng vừa có vật thực để cúng dường. Vì thế, bà rất vui sướng cúng dường thức ăn mà bà mang theo đến tôn giả xá lợi Phật. Xong xuôi, bà quay trở về nhà để nấu nồi cơm khác và mang ra cho chồng. Chồng bà rất quan hỷ khi nghe việc bà cúng dường đến tôn giả xá lợi Phật. Sau bữa ăn, ông nằm xuống nghỉ một lát. Lúc thức dậy, Ông thấy cánh đồng ông cày khi sáng đã biến thành vàng, ông trình báo sự việc lên đức vua, vị này đã cho những chiếc xe bò đến để đem số vàng ấy về. Nhưng khi lính của vua chạm tay vào nó và nói rằng vàng này là của đức vua, nó biến thành đất trở lại. Vì thế mà vàng đã được gom lại nhân danh Puna. Đức vua phong cho ông tước hiệu pahutra Nasethi phú hộ đa sản ông xây một căn nhà mới và vào ngày khánh thành ông tổ chức một cuộc đại thí đến đức phật và chư tăng khi đức phật phúc chúc ông vợ ông và con gái uttara nanda mata đều trở thành thánh nhập lưu sotapanna trong trường hợp này, Buna và vợ ông là những người giới đức. Vật cúng dường của họ có được một cách chân chánh. Tâm họ trong sáng, không uế nhiễm khi cúng dường. Họ có niềm tin vững chắc nơi nghiệp và quả của nghiệp. Họ thật sự quan hỷ trước, trong và sau khi cúng dường. Và yếu tố quan trọng nhất ở đây, người thọ nhận, tôn giả xá lợi Phất, là một bậc a la hán vừa xuất khỏi thiền diệt tức diệt thọ tưởng định do có sự hợp lực của các điều kiện hay duyên cần thiết tư thuộc tốc hành thứ nhất của tiến trình ý môn của ông trong lúc cúng dường đã tạo ra một kết quả lớn ngay trong kiếp sống đó loại nghiệp này được gọi là hiện báo nghiệp hay nghiệp cảm thọ quả ngay trong hiện tại ditha dhamma vedanija kama mặc dù kết quả này dường như quá lớn thực song nó lại rất nhỏ so với những quả báo xảy ra trong tương lai như tư thuộc tốc hành thứ bảy và tư thuộc năm tốc hành khác của ông ta sẽ cho sanh báo nghiệp upapasha vedanija kama vốn là tư Chitana chín mùi của tốc hành thứ bảy sẽ cho kết quả rất kỳ diệu sanh lên quải trời vào kiếp kế của ông ta. Và hậu báo nghiệp Aparapariya Pariya Vedaniya Kama vốn là tư chín mùi thuộc năm tốc hành kia sẽ tạo ra kết quả thù thắng và lâu dài khác trong những kiếp sống tương lai chính là vì ông đã tích lũy được vô số nghiệp thiện trước, trong và sau cúng dường đó. Nếu quý vị nhớ rằng, trong một cái búng tay có hàng triệu tiến trình tâm môn ý sanh lên và diệt, và nghiệp được tạo thành trong bảy tốc hành tâm của mỗi tiến trình ý môn này, quý vị sẽ hiểu lý do tại sao lại có rất nhiều thiện nghiệp đã được ông ta tích lũy đến như vậy. nghiệp bốn loại khác ở đây là trọng nghiệp garuka kama thường nghiệp achina kama cận tử nghiệp asana kama và tích lũy nghiệp katata kama trọng nghiệp bao gồm nghiệp bất thiện rất bất lợi đang khiển trách và nghiệp thiện cực mạnh và lợi ích có thể nói trọng nghiệp là một loại nghiệp cực mạnh buộc phải tạo ra tái sanh trong kiếp kế không một nghiệp nào khác có thể ngăn được nó làm như vậy khi có nhiều trọng nghiệp thì trọng nghiệp thiện hay bất thiện nào nặng nhất sẽ dành ưu tiên trong việc cho quả chín mùi trọng nghiệp bất thiện gồm giết mẹ giết cha giết một bậc a la hán với ác ý làm cho Đức Phật chảy máu. Làm cho chư Tăng đang sống hòa hợp phải chia rẽ. Chấp thủ tà kiến phủ nhận luật nhân quả. Miyata Mitra Ditti cho đến lúc chết cũng không chịu từ bỏ. Trong lúc những nghiệp này, người làm bất kỳ nghiệp nào trong năm loại nghiệp đầu, dù chỉ một lần cũng gánh chịu trọng nghiệp bất thiện nhưng đối với loại cuối chấp thủ tà kiến phủ nhận luật nhân quả niyata mitra ditti thì chỉ chấp thủ nó cho đến giây phút lâm chung mới trở thành trọng nghiệp bất thiện ba ví dụ của loại tà kiến này rất thường được đề cập là vô hành kiến akiriya ditti phủ nhận hành vi của các thiện pháp và bất thiện pháp. Tramas Vô nhân kiến Ahetuka Dithi phủ nhận nhân của các quả hay nói cách khác không tin quả hiện tại là do nhân quá khứ. Vô quả kiến Nathika Dithi phủ nhận quả của nhân tức không tin nghiệp sẽ cho ra quả. Loại tà kiến cố định này nghiêm trọng đến mức nó sẽ khiến cho một người phải chịu khổ trong địa ngục cả một đại kiếp, gồm bốn tiểu kiếp, thành, trụ, ngoại và không, tạo thành hệ thống thế gian này, hay hơn thế nữa. Bao lâu nghiệp lực của tà kiến này chưa dứt, ngay cả khi thế gian này bị tiêu hủy vào cuối của một đại kiếp, và các chúng sinh trong cõi dục được tái sanh lên phạm thiên giới người ấy vẫn không thể thoát khỏi địa ngục lúc đó thay vì tái sanh trong cõi người hay cõi chư thiên để tu tập thiền định người ấy sẽ phải tái sanh vào địa ngục của một hệ thống thế gian khác địa cầu khác đang trong giai đoạn trụ tuy nhiên nếu người ấy từ bỏ tà kiến đó trước giây phút cận tử nó không còn là một trọng nghiệp bất thiện và họ sẽ không phải gánh chịu quả khổ nữa. Diganaka, -ba Bāri, cháu của Tôn giả Xá Lợi Phất là một ví dụ. Ông này chấp vào đoạn kiến, nhưng sau khi nói chuyện với Đức Phật, ông từ bỏ tà kiến ấy. Đó là một trong những lý do vì sao ông trở thành bậc thánh nhập lưu. Sau khi nghe kinh Trường Trảo, Diganaka Sutta. Trọng nghiệp thiện là tám thiền chứng được duy trì cho đến giây phút cận tử. Chúng được gọi là đại hành nghiệp, Mahagatta Kamma. Tuy nhiên, nếu những thiền chứng này không được duy trì cho đến sát na cận tử, chúng không còn là trọng nghiệp thiện nữa thường nghiệp Ajina Kama là những gì được làm một cách liên tục, thường xuyên và lặp đi lặp lại nhiều lần. Khi có những nghiệp làm thường xuyên và những nghiệp làm không thường xuyên, nghiệp làm thường xuyên gọi là thường nghiệp sẽ chiếm ưu tiên cho quả. Khi có dài thường nghiệp thì nghiệp làm thường xuyên nhất, dù thuộc hành vi tốt hay xấu sẽ chiếm ưu tiên cho quả một ví dụ cho loại nghiệp này là gia chủ ramika người này đều đặn làm việc bố thí trong suốt cuộc đời của mình vào giây phút cận tử dấu hiệu của thiện nghiệp ấy tức nghiệp tướng đã xuất hiện và ông thấy các vị chư thiên từ thiên giới đi xuống trên những cổ thiên xa lộng lẫy của họ để đón rước ông cận tử nghiệp là những hình ảnh sinh động được nhớ lại vào lúc sắp chết những hình ảnh sinh động ấy là nghiệp cận tử khi một người sắp chết nhớ đến một nghiệp nào đó đã làm trong quá khứ họ sẽ tái sanh theo nghiệp đó hoàng hậu malika là một ví dụ điển hình mặc dù bà là một phật tử rất mộ đạo vào giây phút cận tử của mình bà đã nhớ đến một việc làm sai trái trong kiếp đó và vì thế phải tái sanh vào địa ngục. Tuy nhiên, nghiệp bất thiện ấy không phải là một nghiệp nghiêm trọng. Vì thế, sau vài ngày bà thoát khỏi địa ngục và tái sanh thiên giới. Nghiệp không gồm trong ba loại nói trên thường được lập đi lặp lại gọi là tích lũy nghiệp. Nghiệp này sẽ tạo ra kiết sanh, tức thức tái sanh nếu những loại nghiệp khác thất bại. Ở đây trọng nghiệp cho quả trước các nghiệp kia. Do đó cũng là lý do vì sao nó được gọi như vậy. Khi không có trọng nghiệp, những gì được làm nhiều nhất tức thường nghiệp sẽ cho quả. Khi thường nghiệp không có thì cận tử nghiệp cho quả. Khi cận tử nghiệp cũng không có, thời nghiệp nghiệp đã được làm ngay trong kiếp đó. Hay các kiếp trước, thường gọi là tích lũy nghiệp, sẽ cho quả. Nghiệp được chia thành bốn loại khác là Sanh nghiệp Janaka Trì nghiệp Upathampaka Chứng nghiệp Upapiblaka Và đoạn nghiệp Upagataka Sanh nghiệp Janaka có cả thiện lẫn bất thiện nó tạo ra ngũ uẩn quả vào lúc tái sanh tức thời tục sanh và trong suốt quá trình của một hiện hữu tức thời bình nhật tất nhiên chỉ nghiệp nào chín mùi đúng vào lúc cận tử mới tạo ra kiết sanh của kiếp kế trì nghiệp upatam không thể tạo ra quả nhưng khi quả đã được tạo ra trong dự phòng của kiếp sanh tức thức tái sanh bởi một nghiệp khác nó cũng cố hay làm cho lạc hoặc khổ đã sanh được kéo dài chẳng hạn sau khi một sanh nghiệp thiện tạo ra kiết sanh trong quải người trì nghiệp sẽ giúp để kéo dài sự sống của người đó giữ cho anh ta khỏe mạnh đem lại cho anh ta một cuộc sống hạnh phúc vân vân chướng nghiệp upapilaka làm thất bại và ngăn cản lạc hoặc khổ đã sanh và không cho phép nó no kéo dài khi quả đã được tạo ra trong dự phòng của kiết sanh bởi nghiệp khác nó no các đứt quả của nghiệp khác nhưng không cho quả riêng của nó chẳng hạn khi một chúng sanh sanh vào cõi người do một sanh nghiệp thiện chướng nghiệp có thể làm cho người này bị bệnh để ngăn không cho anh ta hưởng quả hạnh phúc do sanh nghiệp thiện của anh ta đem lại đoạn nghiệp upagataka tự nó cũng có cả thiện lẫn bất thiện nó các đức nghiệp yếu và làm cho quả riêng của nó sanh lên nó cũng giống như một lực đối nghịch chặn đứng một mũi tên đang bay làm cho mũi tên này phải rơi xuống dậy chẳng hạn sau khi một chúng sinh được sanh làm chư thiên do nhờ sanh nghiệp thiện một đoạn nghiệp bất thiện nào đó bất ngờ chín mùi làm cho vị chư thiên này phải chết và đi đến một trong bốn khổ cảnh cách hiểu khác khi một nghiệp đã được làm và có sự sanh khởi của danh và sắc do quả của nghiệp đã làm đó hoặc trong thời tục sinh hoặc trong thời bình nhật thì nghiệp đó được gọi là sanh nghiệp khi một nghiệp nào đó đã được làm và quả khả ý hay bất khả ý do nghiệp khác sanh ra nếu sự sanh của nó được thuận tiện và thời gian duy trì của nó được trợ giúp và kéo dài nhờ sự ngăn chặn những điều kiện bất lợi can thiệp vào và nhờ sự sanh khởi của những điều kiện vốn sẽ tăng cường cho nó thì nghiệp đó là trì nghiệp khi một nghiệp nào đó đã được làm và quả thiện hay bất thiện do sanh nghiệp tạo ra bị cản trở bởi nó trong hình thức ốm đau bệnh hoạn hay do tứ đại bất an thì nghiệp đó là chướng nghiệp nhưng khi một nghiệp nào đó đã được làm và do nghiệp này quả của nghiệp khác bị sụp đổ và bị cắt đứt mặc dù nó được xem là thích hợp để kéo dài lâu hơn bởi tính hiệu quả của nghiệp đã tạo ra nó thì nghiệp đó được gọi là đoạn nghiệp chúng ta hãy lấy trường hợp của đề bà đạt đa devadatta như một ví dụ để giải thích bốn loại nghiệp này sanh nghiệp thiện của ông khiến ông được sanh ra trong một gia đình hoàng tộc Nhờ sanh nghiệp thiện này và trì nghiệp giúp đỡ, ông tiếp tục được sống trong hạnh phúc. Sau đó, do những việc làm ác của ông, ông bị tăng sanh ra, sa thải. chướng nghiệp bắt đầu làm việc. Mọi người khinh bỉ ông. Tội chia rẽ tăng là một đoạn nghiệp. Nó khiến cho ông phải tái sanh vào địa ngục. Sự nối tiếp của nghiệp và quả của nghiệp trong 12 loại nghiệp kể trên. Bản chất đích thực của nó như thế nào thì chỉ có trí về nghiệp báo. Kama Vipa Kanyana của Đức Phật mới biết rõ ràng. Đây là một loại trí mà các vị đệ tử không có được. Tuy nhiên, sự nói tiếp của nghiệp và quả cũng có thể nhận biết bởi một người đang hành minh sát, Vipassana. Với kiến thức về quy luật nghiệp báo này trong tâm, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thấy xem Đức Phật đã trả lời như thế nào 14 câu hỏi của thanh niên Bà La Môn Supa theo tuần tự. Này, thanh niên, hãy lắng nghe và khéo tác ý đến những gì ta nói. Thưa dân tôn giả, thanh niên Bà La Môn Supa trả lời lúc đó đức thế tôn nói như sau